Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì để so sánh nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào để diễn tả nước đó được? Nước đó giống như hạt cải. Khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng biệt, người giải thích tất cả cho các môn đệ. Đó là lời Chúa.